Truyện vạn cổ thần đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Campbell Fiction vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 153, truyền nhân của thiên cốt nữ đế, người phương nào? Hai cường giả ngư long cựu biến của tứ tượng tông từ trên nhân kiệt tòa vọt ra, chặn đường bộ thiên phàm. Hai người đều cầm chư vụ bảo khí cấp 12, phân biệt tạo bắt ra khí tức băng hàng và liệt diễm, từ hai phương hướng đồng thời công tới. Tứ tượng tông và ma giáo sớm đã đạt thành hiệp nghị, phàm là người dám trợ giúp lưỡng nghi tông đều sẽ bị công kích. Người nào gan ta, chết! Bộ thiên phàm dẫm mạnh cầu thang, vọt lên cao 3 trượng, huy động hỏa kích bổ ngang qua, kích lên một tu sĩ tứ tượng tông. Bành! Tu sĩ tứ tượng tông kia kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra thư sơn. Một tu sĩ tứ tượng tông khác biến sắc, làm sao cũng không ngờ tới người này lại cường đại như vậy. Bất quá hắn có thể ngồi như kiệt tòa, tự nhiên là có chút thực lực. Trên mặt không có vẻ sợ hãi, càng nhiều thanh khí rót vào thân kiếm, chém về phía bộ thiên phàm. Bộ thiên phàm thu hồi hỏa kích, một quyền đánh ra giống như đánh bay một con ruồi, cả người tu sĩ tứ tượng tông kia bay ra ngoài. Hắn cũng không quay đầu, tiếp tục bước về phía đỉnh thư sơn. Bành! Sau lưng tu sĩ tứ tượng tông kia rơi trên mặt đất, giống như hồ lô lăn đất, không ngừng lăn xuống dưới núi. Ngắn ngủ một tức, liên tiếp đánh hai cao thủ rớt xuống thư sơn. Bộ thiên phàm bày ra thực lực, tự nhiên chấn kinh không ít người. Người này là ai? Đạo Thanh và đạo Hải của tứ tượng tông, vậy mà đỡ không nổi một chiêu. Tại sao lại toát ra một nhân vật lợi hại như thế? Hơn nữa hắn lại công bố muốn làm thị vệ cho Hoàng Yên Trần, trợ giúp nàng leo lên Dương Giả Tòa. Lực hiệu triệu của Hoàng Yên Trần thật đáng sợ. Tu sĩ đông vực đa số nhờ không ra bộ thiên phàm. Một tu sĩ mặc quan bào, tay cầm quạt lông, híp híp mắt nhìn chằm chằm thư sơn, nói: người này tên bộ thiên phàm, chính là truyền nhân của bộ thánh môn phiệt, cũng là tân binh mà binh bộ đang bồi dưỡng. Cái gì? Người của binh bộ? Nghe được hai chữ binh bộ, rất nhiều tu sĩ đều hít sâu một hơi. Phải biết hàng năm tông môn và gia tộc bị binh bộ tiêu diệt có thể nói vô số kỷ. Bởi vậy các đại gia tộc và tông môn đối với binh bộ đều có một loại sợ hãi bản năng. Mặc cho ngươi phong quang vô hạn như thế nào, gia đại nghiệp đại như thế nào, chỉ cần đại quân binh bộ đến thảo phạt sẽ lập tức tan thành mây khói. Binh bộ mời chào số lượng cao thủ có thể nói thứ nhất cung lương giới vượt qua ma giáo, vũ thị tiền trang, hắc thị, bằng không cũng không thể trấn áp cung lương giới và ngàn vạn khư giới. Binh bộ tự nhiên cũng sẽ bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi. Những cao thủ trẻ tuổi này quanh năm đều ở hải ngoại cùng bang tu chiến đấu hoặc ở chiến trường khư giới cùng tổ dân chém giết. Trên tay bọn hắn đều dính đầy máu tươi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn sát nhân đơn giản trực tiếp. Mặc dù là thiên kiêu của ma giáo cùng người binh bộ đối chiến, cũng không biết ai ác hơn ai. Trong đó thế hệ trẻ tuổi binh bộ có danh khí lớn nhất là Trì Vạn Túy, được xưng Thái Tuế Vương, chính là đệ tử hoàng tộc của Trung ương Đế quốc. Kèm đó hai chữ Vạn Túy chính là Trì Giao Đủ Hoàng từ mình ban xuống. Bởi vậy có thể thấy được đối với hắn ký thác bao nhiêu kỳ vọng. Ngoại trừ Trì Vạn Túy, mấy năm gần đây nhân vật trẻ tuổi cuộc khởi nhanh nhất của binh bộ là bộ thiên phàm. Nam tử kia nói tiếp: nghe nói một năm trước bộ thiên phàm và thiếu chủ hắc thị đế nhất có một hồi đọ sức không muốn người biết, cuối cùng bộ thiên phàm thắng, hơn nữa đoạt xá bất tử thánh thể của đế nhất. Một tu sĩ bên cạnh kinh hô: bộ thiên phàm lại đoạt xá bất tử thánh thể của đế nhất, chẳng phải là nói hiện tại hắn cũng có được bất tử chi thân? Tu sĩ có bất tử thánh thể chưa hẳn thực sự là không thể bị giết chết, nhưng có được loại thể chất này cộng thêm hòa cực cảnh và thiên cực cảnh hai lần vô thượng cực cảnh có chư thần ấn ký gia trì, thực lực của bộ thiên phàm chỉ sợ còn hơn đến nhất lúc trước. Nam tử mặc quan phục lại nói: nghe nói binh bộ vì bồi dưỡng bộ thiên phàm tốn hao cái giá cực lớn, cử hành một lần tế tự, mượn nhờ lực lượng thần linh mở ra thế giới trong thiên luân ứng, đưa hắn vào rèn luyện 3 tháng, chính là thiên luân ứng ở hỗn độn dạng giới sơn. Nghe nói đó là bảo vật thời không được tu di thánh tăng luyện trí, tỷ lệ thời gian của nội thế giới và ngoại giới đạt tới 30 trên 1, ngoại giới qua 3 tháng, thế giới trong thiên luân ứng là 7-8 năm. Khó trách bộ thiên phàm có thể trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới lợi hại như thế. Một tu sĩ trẻ tuổi nghe được thiên luân ứng thần kỳ, sợ hãi thán phục, nói: ngắn ngủn 3 tháng có thể làm cho bộ thiên phàm có được tiến bộ lớn như vậy, vì sao bộ thiên phàm không ở bên trong tu luyện 10 năm, sau khi đi ra chẳng phải là vô địch thiên hạ? Bên cạnh một tu sĩ khinh bỉ nói: 10 năm, ngoại giới 10 năm, trong thiên luân ứng là 300 năm, trừ phi bộ thiên phàm có thể đột phá đến thánh giả cảnh, bằng không chỉ có thể chết già bên trong. Người nghe nói qua trong lịch sử có ai chỉ bế quan là có thể thành thánh không? Một người cũng không có. Nam tử mặc quan phục nhẹ gật đầu: không sai, nếu binh bộ nhốt bộ thiên phàm ở trong thiên luân ứng 10 năm, chẳng khác nào là giết hắn. Kỳ thực có thể tiến vào thiên luân ứng tu luyện 3 tháng đã là một cơ duyên cực lớn, chỉ là không biết bộ thiên phàm có luyện hóa thần huyết hay không.
Bộ thiên phàm luyện hóa được thần huyết sẽ càng tăng kinh khủng. Trên Thương Sơn không có bất kỳ người nào dám ngăn cản bộ pháp của bộ thiên phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xung phong đi lên, mãi cho đến bên cạnh Hoa Nghi Trần mới dừng bước lại. Trên mặt Hoa Nghi Trần không có chút vui mừng, ngược lại nhíu mày, cảm giác thế cục đã triệt để không khống chế được rồi. Kỳ thực Hoa Nghi Trần đối với Vương Giả Tòa một chút hứng thú cũng không có. Mới đầu nếu không phải Trần Khai, Trần Thiên Bằng, Trần Lam Nhi nhục nhã, nếu không phải muốn biết nàng và Lâm Dạc có sâu xa gì, lấy tính cách quật cường của nàng sẽ không đáp ứng theo Lâm Dạc trở lên Thu Sơn. Lúc kia kỳ thực Hoa Nghi Trần chỉ muốn chiếm một nhân kiệt tòa, căn bản không muốn đứng ở đỉnh sóng danh tiếng. Thế nhưng bà giáo và Lương Nghi Tông tranh đấu lại làm cho thế cục bắt đầu không khống chế được. Lâm Dạc đã thả lời muốn làm thị vệ của nàng, nếu nàng không trèo lấy Thu Sơn, Lâm Dạc khẳng định cũng không thể đi. Vì vinh quang của Lương Nghi Tông, Lâm Dạc nhất định phải đi sông Thư Sơn, nhất định phải cùng cao thủ ba giáo tranh đấu, giúp tu sĩ trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông mở ra một thông đạo. Vào lúc này, Hoàng Nghi Trần đương nhiên là không thể kéo chân hắn, dù lại nguy hiểm cũng phải đi theo hắn, cùng một chỗ leo lên Thư Sơn. Bằng không, chỉ sợ mọi người sẽ bắn đàn vong ân phụ nghĩa. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Nghi Trần muốn mượn lực lượng của Lâm Dạc ngồi vững vàng một vương giả tòa. Lại không biết Hoàng Nghi Trần giống như Lâm Dạc đều là thân bất do kỷ, vẫn luôn bị thế cục thôi động, căn bản không cho bọn hắn lui về phía sau một bước. Tu vi của Lâm Dạc cường đại, đương nhiên là không sợ hãi, có thể dũng cảm tiến tới, chiến lòng trời lỡ đất. Nhưng Hoàng Nghi Trần lại không có thực lực cường đại như hắn. Thời điểm nàng quyết định đi theo Lâm Dạc leo lên Thư Sơn, kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị và kiếp bất phục. Nàng nhất định phải có dũng khí cực lớn mới có thể làm ra quyết định đi theo Lâm Dạc mạo hiểm. Kỳ thực trong tiềm thức, nàng đã ở gần phát giác Lâm Dạc đó sâu xa khẳng định có liên hệ tới Trương Nhật Trần. Thẳng đến bộ thiên phàm xuất hiện, nàng càng thêm khẳng định điểm này. Bởi vì nàng biết bộ thiên phàm đã từng thiếu Trương Dương Trần một cái nhân tình. Hoàng Nghi Trần rất rõ ràng các nam nhân chiến đấu chưa hẳn là vì nàng, nội tự ở đây rất nhiều đều hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, vì chỉ có Hoàng Nghi Trần một mực bảo trì thanh tĩnh. Bởi vì nàng rất rõ ràng nàng và Lâm Nhạc, bộ thiên phàm quan hệ không có sâu như vậy. Có lẽ Lâm Nhạc và bộ thiên phàm đều là thay Trương Dương Trần chiến đấu. Hoàng Nghi Trần đứng ở một bên cũng không có đi khuyên bảo bộ thiên phàm, bởi vì lời khuyên của nàng chỉ sẽ suy yếu khí thế của bộ thiên phàm. Đã như vậy, vậy thì bảo trì trầm mặc. Toàn thân bộ thiên phàm tản bát ra chiến khí cường đại, ở trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành một cơ ảnh chiến trường không ngừng khởi động. Hắn nhìn thủ thử và An Nhạc, hai mắt bắn ra hào quang lợi hại, hai luồng hỏa diễm thiêu đốt ở trong mắt giống như một chiến thú vừa thoát lồng lại lùng đói. Ai đến cùng ta chiến một trận? Thủ thử vừa mới bị An Nhạc uy hiếp, không thể không thả Hoàng Nghi Trần, lửa giận trong lòng đang không biết phát tiết đi đâu. Bộ thiên phàm xuất hiện tự nhiên làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, không thể chờ đợi được, muốn chiến đấu một trận. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông tới. Người muốn thay nàng ra mặt, có phải trước nghĩ kỹ bản lãnh của mình hay không? Khi đang nói chuyện, hai chân thủ thử đạp mạnh, hóa thành hắc quang bay thẳng lên trời. Sau một khắc, hắn dùng tốc độ càng nhanh vọt xuống. Diệt thần trảo! Bàn tay của thủ thử khô gầy lại ứng chứa ma khí cường đại, đám mây trên bầu trời đi theo vỗ xuống, một trảo bổ về phía đỉnh đầu của bộ thiên phàm. Diệt thần trảo là tuyệt kỹ của thần ba thượng nhất tộc. Điều động ma khí trong cơ thể, bộc phát ra lực lượng cường đại, có thể giết thần. Hai chân bộ thiên phàm tách ra, eo trảm xuống, thanh khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào hỏa kích, sau đó đâm ra ngoài. Theo hỏa kích đâm ra, khiến cho không khí chấn động mạnh liệt, hình thành một cỗ khí lạnh cường đại. Diệt thần trảo bộc phát ra lực lượng, đánh cho hỏa kích xoẹt xoẹt một tiếng, rách ra từng đường vân. Bành, hỏa kích nổ tung, hóa thành mấy chục mảnh sắc vụn, kích xạ ra bốn phương tám hướng. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này nha. Thủ thử cười quá dị, huy động móng vuốt tiếp tục kích xuống. Vậy sao? Thân thể của bộ thiên phàm không chút sức mẻ, tựa như một tòa thiết tháp. Năm ngón tay tạo thành năm đấm, thanh khí toàn thân rót vào bao tay, sau đó đánh ra ngoài. Một trảo một quyền va chạm, thủ thử kêu trên một tiếng, bay rớt ra ngoài, toàn thân thể đụng vào cầu thang. Thư Sơn bị đâm cho đó lắc lư một cái. Lực lượng thật mạnh. Thủ thử ho khan hai tiếng mới đứng dậy, vuốt vuốt thủ trảo đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ thiên phàm, dự tượng cười một tiếng. Lại đến. Dưới chân bộ thiên phàm và thủ thử cũng có một quyển sách triển khai, hóa thành tiểu thế giới bao phủ bọn hắn vào. Thủ thử là thái cổ di chủng, trong cơ thể có huyết dịch của thần và ma, nên thể chất cực kỳ cường hoành. Bộ thiên phàm có bất tử thánh thể, lại hai lần đạt tới vô thượng cực cảnh, có chư thần ứng ký gia trì, nhục thể của hắn cũng cực kỳ cường đại. Bộ thiên phàm và thủ thử hoàn toàn là cứng đôi cứng, mỗi va chạm một lần sẽ như hai gọn núi sắt va chạm, phóng ra từng vòng năng lượng. Bên kia, Trương Nhật Trần và ba đại cao thủ của ba giáo chiến đấu cũng tiến vào thời khắc hừng hực khí thế. Trương Nhật Trần bốn lần đạt tới vô thượng cực cảnh, nhiều hơn tu sĩ khác bốn cảnh giới, trong khí hải dung đạp chân khí vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần, căn bản không cần lo lắng chân khí khô kiệt.
u ám lên giới. Lăng Tế phóng ra thánh thể pháp tướng, thánh khí màu đen không ngừng từ trong cơ thể hắn bay lên, khiến cho toàn bộ tiểu thế giới bị hắc ám bao phủ. Thò tay không thấy đập ngón. Một khi tu sĩ lâm vào u ám linh giới pháp tướng, không chỉ thị giác mất đi tác dụng, thính giác, khứu giác, xúc giác cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, thậm chí tinh thần lực cũng sẽ bị pháp tướng áp chế. Nhưng trái lại, Lăng Tế là có thể mượn nhờ pháp tướng, thị giác trở nên rõ ràng, có năng lực càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, có thể phát huy ra 12 thành lực lượng. Đồng thời La Sát cũng kích hoạt tam linh bảo thủy, điều động ba loại lực lượng ngũ hành, hóa thành ba dòng sông linh khí cuốn Trương Dương Trần vào. Một linh thi chắp tay trước ngực, vận chuyển bát hoang lục hợp công. Vị trí mi tâm hiện ra một hạt quang điểm màu đỏ, hình thành ấn ký phượng hoàng. Ấn ký phượng hoàng điên cuồng hấp thu linh khí, tản mát ra khí tức cổ xưa và cường đại. Sau một khắc, ấn ký phượng hoàng sống lại, hóa thành một hư ảnh băng hoàng, bao phủ thân thể của một linh thi ở trung tâm. Cánh chim cực lớn giống như sinh trưởng ở trên lưng đàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Giờ phút này, một linh thi giống như một phượng hoàng thiên nữ hạ phàm, xinh đẹp tuyệt luân, làm cho vô số tu sĩ trên Thư Sơn si mê. Bà giáo tiểu thánh nữ, có thể nói cùng luân giới đệ nhất mỹ nhân, có phong thái của Lâm Tố Thiên năm đó. Trên người nàng có một loại khí chất cực kỳ đặc biệt, như một tiên tử thanh thuần, lại như một ba nữ yêu mỹ, đích thực là quá đẹp. Mặc dù một linh thi có băng hoàng cổ thánh thể, dù chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng dựa vào mỹ mạo cũng có thể danh truyền thiên hạ. Không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, ánh mắt chăm chú vào trên người một linh thi, nhìn không chuyển mắt, dùng một linh thi cầm đầu, ba đại cao thủ ba giáo tiến vào trạng thái mạnh nhất, đồng thời công kích Trương Nhân Trần. Đi chết đi! Trường sóc của Lăng Tế xuyên qua u ám lên giới, hóa thành quang hoa đánh với phía lồng ngực của Trương Nhật Trần. Đã như vậy, ta thu thập ngươi trước. Trương Nhật Trần cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, ánh mắt trở nên sắc bén, không né tránh chút nào, lại chủ động đánh tới Lăng Tế. Một kiếm đâm ra, hóa thành kim quang xuyên qua khoảng cách ba trượng, trước một bước đến mi tâm của Lăng Tế. Sắc mặt Lăng Tế đại biến, tranh thủ bóp nát một tấm ngọc bội. Soạt, ngọc bội vỡ vụn, tuôn ra một bảng lớn thanh quang màu trắng, ngăn cản kim xà thanh kiếm của Trương Nhật Trần. Nhưng thánh quang màu trắng biến mất rất nhanh, Trương Dực Trần lại chém ra một kiếm kích lên người Lăng Tý. Phù, kiếm khí chặt đứt hai chân của Lăng Tý, hai cục máu tươi không ngừng tràn ra. Lăng Tý đau đến khuôn mặt vặn vẹo, kêu thảm một tiếng, ngã trong vũng máu, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Sau đó Trương Dực Trần thi triển kiếm dị thức thứ hai, âm dương hỗn độn, một kiếm đâm vào bụng La Sát, xuyên thấu thân thể nàng, lưu lại một lỗ máu ghê người. Ách, La Sát rút lui 30 trượng, nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. La Sát phát giác được tạng phủ dưới bụng có nhiều chỗ nghiền nát, sinh mệnh lực đang xóa mòn rất nhanh. Vì vậy, nàng vội vàng lấy ra một viên đan dược chữa thương ném vào miệng, sau đó toàn lực điều động thanh khí khống chế thương thế ở bụng. Ai cũng có thể nhìn ra La Sát cũng mất đi năng lực chiến đấu. Trần Khai hít một hơi khí lạnh cực kỳ khiếp sợ, nói: liên tiếp trọng thương hai cao thủ của ma giáo, cảnh giới kiếm đạo của Lâm Dạ quả nhiên cực kỳ dọa người. Nếu tài nhãn giao thủ, hơn phân nửa sẽ bại. Trần Thiên Bằng và Trần Lam Nhi nghe Trần Khai nói cũng hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phải biết Trần Khai được xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ của Đông Vực Thánh Vương Phủ, ngay cả hắn cũng nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Lâm Dạc là bọn hắn theo không kịp. Một cát cát đứng ở trong hàng đệ tử Lưỡng Nghi Tông cười lớn nói: ai nói Lâm lão đại đã thánh khí khô kiệt, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ta xem hiện tại hắn mới là ở trạng thái đỉnh phong, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Tôn Hoa Liệu cảm giác nhiều khí sôi trào, lập tức giơ lên nắm đấm hô lớn: Lâm Dạc lão đại vô địch thiên hạ! Cảm xúc của những đệ tử Lưỡng Nghi Tông kia cũng đều bị điều động, hô to theo: vô địch, vô địch, Lâm Nhạc sư huynh vô địch. Dưới Thư Sơn vang lên thanh âm giống như hải khiếu. Trong tiểu thế giới, Trương Nhật Trần và một linh thi lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, lẫn nhau như đối phương. Trương Nhật Trần nói: thực lực của ngươi rất không tồi. Đây là lần thứ nhất Trương Nhật Trần nhìn thấy một linh thi toàn lực ra tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Trước kia căn bản không nghĩ đến thực lực của nàng sẽ cường đại như vậy. Một linh thi nâng cao bộ ngực đo đủ, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, nói: vậy sao, có thể được một câu tán thưởng của ngươi thật là không dễ dàng. Đây là lần đầu tiên một linh thi nghe được Trương Nhật Trần khoa trương đàn, tự nhiên là cực kỳ vui vẻ, giống như một chú sóc con ăn vụng mật đường. Chỉ tiếc người xung quanh thật sự quá nhiều, bằng không nàng nhất định sẽ nhào vào trong ngực Trương Nhật Trần đòi hỏi hăng hôn một cái. Thế nhưng ta lại đánh bại ngươi, Trương Nhật Trần nói. Một linh thi lập tức trở lại sự thật, nghiêm nghị nói: muốn đánh bại ta phải lấy ra bản lĩnh thực sự mới được. Sau đó Trương Nhật Trần lại nghe một linh thi truyền âm: người có thể dì Trần Tỷ, dì Lưỡng Nghi Tông cùng toàn bộ ba giáo là địch, như vậy người có thể dì ta bại một lần không? Nghe được truyền âm, trái tim Trương Nhật Trần rung lên, lần thứ nhất cảm giác có chút bàng hoàng, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Một linh thi lại truyền âm nói: nói giỡn thôi, ngàn dạng lần đừng coi là thật,
ta làm sao nhẫn tâm để nam nhân mình yêu ở trước mặt anh hùng thiên hạ cố ý thu mình. Ta sẽ toàn lực ứng phó, cho người thắng cũng thắng được thể diện. Kỳ thực Trương Nhật Trần tình nguyện thông khoái chiến một trận với Âu Dương Hoàng, cũng không muốn chiến đấu với Mộc Linh Hy. Cũng không phải bởi vì hắn và Mộc Linh Hy có tình cảm yêu đương, mà vì hắn biết rõ thời điểm Mộc Linh Hy chiến đấu với hắn khẳng định sẽ cực kỳ đáng chát, chỉ là đang tận lực giả ra vẻ không quan tâm mà thôi. Trương Nhật Trần nhẹ nhàng hít một hơi nói: đánh đi. Mộc Linh Hy vận chuyển bát hoang lục hợp công tới cực hạn, hai bàn tay hoàn toàn bị thanh khí bao phủ, hợp cùng một chỗ không ngừng kết trận pháp, mỗi một ngón tay đều hiện ra hơn 10 ảo ảnh. Soạt, phía sau nàng một ổ quay to lớn hiện ra, biên giới ổ quay hiện ra 8 đạo thu hồn bán thánh cấp, phân biệt là Mãn Giao, Nhật Long, Thiên Chu, Ngân Lan, Huyền Quy, Đại Côn, Tuyết Hổ, Cổ Phượng. 8 thu hồn đồng thời hấp thu thiên địa linh khí, rót vào thân thể mềm mại của Mộc Linh Hy, khiến cho khí tức của nàng càng ngày càng mạnh. Sau đó có một cổ khí tức băng hàn từ trong lòng bàn chân Mộc Linh Hy phát ra, đông lại cả tiểu thế giới, hóa thành tòa thế giới hàn băng. Tiểu thánh nữ ma giáo là muốn thi triển ra một kích mạnh nhất của bát hoang ứng pháp sao? Đạo ứng pháp cuối cùng của bát hoang ứng pháp là Thần Hoang Phong Thiên Ấn. Uy lực của Thần Hoang Phong Thiên Ấn đã đến gần thánh thuật vô hạn, dùng tu vi của nàng chịu đựng được một cổ lực lượng cường đại kia trùng kích sao? Thực lực của ma giáo tiểu thánh nữ quá khủng bố, nếu thật đánh ra Thần Hoang Phong Thiên Ấn đủ để kích thương bán thánh cấp 1, Lâm Nhạc khẳng định ngăn không được. Đối kháng bán thánh cấp 1 và kích thương bán thánh cấp 1 là hoàn toàn hai việc khác nhau. Theo lực lượng trên người Mộc Linh Hy càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người ngừng thở, không dám mắt nhìn chằm chằm tiểu thế giới, rất muốn biết uy lực của Thần Hoang Phong Thiên Ấn đến cùng kinh khủng bực nào. Trên đỉnh Thư Sơn, 6 người ngồi ở tượng giới tòa cũng động dung, mặc dù là bọn hắn cũng chưa chắc có 10 phần đám chắc tiêm được Thần Hoàng Phong Thiên Ấn. Phải biết tu vi của Mộc Linh Hy mới vừa đạt tới Ngư Long Bát Biến, nếu đạt đột phá Ngư Long Cửu Biến thì sẽ như thế nào. Soạt, trong tiểu thế giới xuất hiện một làn gió lạnh xoáy lên từng mảnh bông tuyết vọt về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần bị gió lạnh thổi ra sau hơn 20 trượng. Kiếm gì? Tay Trương Nhật Trần siết chặt kim xà thanh kiếm, dùng kiếm thể làm trung tâm ngưng tụ ra 3000 hư ảnh kiếm khí, xoay tròn phi hành rất nhanh, hình thành một thái cực ấn to lớn. Theo kiếm dị khởi động, khi thế trên người Trương Nhật Trần liên tiếp kéo lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Bát hoang lục hợp, Thần Hoang Phong Thiên. Mộc Linh Hy duỗi ra một bàn tay vỗ về phía Trương Nhật Trần, Thần Hoang Phong Thiên Ấn đánh ra ngoài, thánh lực khổng lồ nghiền ép tới. Thân hình Trương Nhật Trần biến mất tại chỗ, hóa thành ánh sáng xông ra ngoài, một kiếm đâm về phía Mộc Linh Hy. Trên người hắn có một cổ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, giống như cùng 3000 đạo kiếm khí và thái cực ấn dung làm một thể. Bành bành, vừa mới tiếp xúc cùng Thần Hoang Phong Thiên Ấn, 3000 đạo kiếm khí không ngừng đổ tung, hóa thành từng sợi khói xanh. Sau đó, ấn pháp va chạm vào kim xà thanh kiếm, chỉ nghe ba một tiếng, thanh khí lại đổ tung, cắt thành 7 đoạn, bay ngược ra ngoài. Trong đó có 3 đoạn kích lên người Trương Nhật Trần, phân biệt đánh vào bả vai, ngực, đùi, lưu lại 3 vết máu. Tuy kiếm gãy lì, thế nhưng mượn nhờ thời điểm kim xà thanh kiếm đứt gãy bạo phát ra khí kình, Trương Nhật Trần cũng phá vỡ được Thần Hoang Phong Thiên Ấn. Thời điểm Trương Nhật Trần dừng bước, một ngón tay đã điểm bên mi tâm của Mộc Linh Hy, ngón tay hiện ra màu vàng, một thái cực ấn nho nhỏ quay chung quanh ngón tay, tạo bắn ra kiếm khí sắc bén. Chỉ cần lại đâm về phía trước một tức, có thể đục lỗ đầu lâu của Mộc Linh Hy. Thế nhưng Mộc Linh Hy không hề sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Trương Nhật Trần tình nguyện mình bị thương, cũng sẽ không tổn thương nào một sợi tóc. Ta thua rồi. Mộc Linh Hy nháy đôi mắt, có một loại cảm giác giải thoát. Trương Nhật Trần thu ngón tay về, bàn tay che ngực, ho một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đoạn kiếm cứ ở trên ngực, xuyên thấu lá phổi của hắn, khiến cho hắn cũng bị nội thương không nhẹ. Vừa rồi quyết đấu hoàn toàn là phát sinh ở trong tốc độ ánh sáng, rất nhiều người còn không có thấy rõ chiêu thức của hai người. Chiến đấu cũng đã chấm dứt. Trên đỉnh Thư Sơn, Tuyết Hồng Trần nở nụ cười. Lâm Nhạc thường tiếc ma giáo tiểu thanh nữ như thế, chỉ sợ hai người bọn họ có chút quan hệ nha. Như thế xem ra Lâm Nhạc và ta ngược lại là người trong đồng đạo, đều không đành lòng tổn thương mỹ nhân. Rồi là đa tình phong lưu, nếu có thời gian phải cùng hắn giao lưu trao đổi mới được. Người khác thấy không rõ chiêu thức của Trương Nhật Trần và Mộc Linh Hy, thì những mấy người trên giới tự tòa lại thấy rất rõ ràng. Sở dĩ Lâm Nhạc có thể đánh bại Mộc Linh Hy, đó là bởi vì hắn sử dụng lực lượng bản thân, lại mượn lực lượng của Thần Hoang Phong Thiên Ấn làm vỡ nát kim xà thanh kiếm. Thanh kiếm nổ tung, phát ra lực lượng đụng lỗ Thần Hoang Phong Thiên Ấn. Nhưng mà người thực lực cường đại đều có thể nhìn ra, thực lực của Lâm Nhạc cao hơn Mộc Linh Hy rất nhiều. Dùng cảnh giới kiếm đạo của hắn, chỉ ít có 7 thành đám chắc phá hủy Thần Hoang Phong Thiên Ấn, thậm chí có cơ hội không nhỏ dựa vào một kiếm đại giết chết Mộc Linh Hy. Kể từ đó, hắn căn bản không cần chấn vỡ kim xà thanh kiếm cũng sẽ không bị thương. Vì sao hắn không làm như vậy? Giải thích duy nhất là Lâm Nhạc không muốn làm Mộc Linh Hy bị thương, hoặc không muốn giết Mộc Linh Hy, cho nên chỉ có thể lựa chọn sách lược hạ đẳng nhất, không chỉ phế bỏ một thanh thanh kiếm còn làm mình bị thương. Tuyết Vô Dạ cười nói: Âu Dương Hoàng,
người phái Tiểu Thánh Nữ đi đối phó Lâm Nhạc, có phải đã sớm biết rõ quan hệ của bọn hắn hay không? Âu Dương Hoàng rất bình tĩnh, phong khinh vân đạm, nói: Lâm Nhạc và nàng có quan hệ gì? Đó là chuyện riêng của bọn hắn. Có quan hệ gì tới ta? Ân oán, thân ái, ghen ghét, cựu hận đều là bản tính con người. Ta nhiều lắm chỉ là một quần chúng. Tuyết Vô Dạ cười lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái gọi là người trong môn đạo, vừa xem hiểu ngay. Mấy người trên đỉnh Thư Sơn chỉ chuyện trò vui vẻ, thế nhưng tu sĩ dưới Thư Sơn lại không biết môn đạo trong trận chiến vừa rồi, lần nữa sôi trào lên. Lâm Nhạc rõ ràng phá vỡ thần hoang phong thiên ấn của ma giáo Tiểu Thánh Nữ, thật lợi hại. Bất quá hắn cũng bị thương, lại mất một thanh thanh kiếm, chỉ sợ không thể tiếp tục chiến nữa. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, vừa rồi Lâm Nhạc thi triển chính là kiếm dị tầng thứ ba, Âm Dương Lưỡng Vân? Cái gì? Kiếm dị tầng thứ ba? Ở đây phàm là tu sĩ dùng kiếm, toàn bộ đều sợ hãi, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Ở Ngư Long Cảnh, rất nhiều kẻ dùng kiếm từ xương thiên tài kiếm đạo, đoán chừng ngay cả kiếm nhất tầng thứ nhất cũng không đạt được. Ngàn năm gần đây, có thể ở Ngư Long Cảnh tu luyện kiếm nhất tới tầng 10 cũng chỉ có 20-30 người. Hơn nữa những người này tuyệt đại đa số đều thành kiếm thánh, được vô số kiếm tu cung bái. Lâm Nhạc mới Ngư Long thức biến, liền tu luyện kiếm nhị tới tầng thứ ba, tự nhiên là rất rung động nhân tâm. Chẳng phải nói hắn còn có cơ hội ở Ngư Long Cảnh tu luyện kiếm nhị tới đại viên mãn? Nếu cái này không chết non, tương lai nhất định là một vị kiếm thánh, nói không chừng còn có thể siêu diệt 8 người kiếm thánh của Lưỡng Nghi Tông. Trong Thần Đài Thành, một vị thánh giả nói: Tu sĩ Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, Thái Cực Đạo càng thêm kinh hãi. Vô luận là tu sĩ trẻ tuổi hay bán thánh, thánh giả thế hệ trước đều cực kỳ chấn động. Tứ Tượng Tông Huyền Nhất thánh giả trên mặt lộ ra thần sắc âm lãnh, nói: Vốn tưởng rằng luận kiếm đại hội lần này Lưỡng Nghi Tông thua không nghi ngờ, lại không ngờ sẽ thoát ra một cái Lâm Nhạc. Thiệu Lân, người có mấy thành nắm chắc có thể chiến thắng hắn? Bên cạnh Huyền Nhất thánh giả đứng một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, dáng người cao gầy, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, lộ ra khí khái hào hùng, nói: Nếu thực lực của Lâm Nhạc chỉ có trình độ hiện tại, chống lại ta hẳn chỉ có một con đường chết. Người này tên Thiệu Lân, chính là đệ nhất cường giả như bán thánh của Tứ Tượng Tông. Thiệu Lân đã từng là kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông, cùng Tề Phi Vũ, Cái Thiên Kiều được chọn lựa ra đưa vào kiếm các bồi dưỡng. Chỉ luận thiên phú kiếm đạo, Thiệu Lân càng thêm ưu tú hơn Tề Phi Vũ và Cái Thiên Kiều. Lưỡng Nghi Tông đối với Thiệu Lân cũng ký thác kỳ vọng cực cao, không tiếc hết thảy tài nguyên dùng ở trên người hắn, chuẩn bị cho hắn làm đại biểu tông môn tham gia luận kiếm đại hội. Chỉ tiếc Thiệu Lân là đệ tử Tứ Tượng Tông, bái nhập Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn chỉ là lợi dụng tài nguyên kiếm các, lớn mạnh chính mình căn bản không có nghĩ tới sẽ thay Lưỡng Nghi Tông xuất lực. Có lẽ trong mắt hắn, người Lưỡng Nghi Tông đều là một đám ngu xuẩn. Sau khi Thiệu Lân tu luyện thành công, liền mưu phản Lưỡng Nghi Tông, lần nữa phản hồi Tứ Tượng Tông. Mấy năm qua ở dưới Tứ Tượng Tông toàn lực tài bồi, tu vi của Thiệu Lân đã đạt tới tình trạng cao thâm mặt trắc, sẽ đại biểu Tứ Tượng Tông tham gia luận kiếm đại hội, cướp lấy kiếm cát. Trong mắt Thiệu Lân mang sao thần sắc lãnh ngạo, nói: Thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhạc rất không tồi, chỉ tiếc sinh muộn vài năm, đồng dạng là kiếm nhị tầng thứ ba cũng có chênh lệch rất lớn. Ta chạy ở trước mặt hắn, cách kiếm nhị tầng thứ tư chỉ kém một bước. Nói cho cùng, dù sao Lâm Nhạc cũng chỉ là Ngư Long thức biến, mà ta đã đạt tới Ngư Long cửu biến đỉnh phong. Vô luận là tu vi hay cảnh giới kiếm đạo, hắn và ta đều có chênh lệch không nhỏ. Nếu ta thua hắn, chẳng phải là phụ tông môn toàn lực tài bồi? Huyền Nhất thánh giả nhẹ gật đầu, nói: Những năm này Tứ Tượng Tông bồi dưỡng ngươi đích thực là xưa nay chưa từng có, tốn hào tài nguyên đủ để bồi dưỡng được 10 bán thánh. Nếu ngươi cũng chiến bại, đích thực là không thể nào nói nổi. Bất quá tuy Lâm Nhạc kia bộc lộ tài năng, nhưng so với ngươi lại kém không ít nội tình. Cùng ngươi giao thủ, hắn hẳn không có cơ hội thủ thắng. Rất hiển nhiên, Huyền Nhất thánh giả đối với Thiệu Lân cũng tràn đầy tin tưởng. Tiểu thế giới dưới chân Trương Dật Trần và một linh thi triệt để nghiền nát, biến thành một làn khói xanh dung nhập Thư Sơn. Hai người bọn họ còn có Lăng Tý, La Sát bị trọng thương, toàn bộ đều xuất hiện ở trên cầu thang. Hoàng Nghi Trần đi về phía Lâm Nhạc, nói: Thủ hộ ngươi bị thương không nhẹ, còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Sắc mặt Trương Dật Trần có chút tái nhợt, nhưng vẫn cười nhạt: Kỳ thật ta nên xin lỗi, không nên để ngươi cuốn vào Lưỡng Nghi Tông và ma giáo tranh đấu. Nhưng mà ta lại nhất định phải tiếp tục leo lên, dù sao ta thiếu Lưỡng Nghi Tông ân tình truyền công thụ nghiệp, hôm nay nhất định phải chiến. Dừng một chút, hắn lại nói: Người có dám tiếp tục đồng hành không? Hai mắt Hoàng Nghi Trần chăm chú vào trên người Trương Nhật Trần, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, đã có nghi hoặc, có mê mang, còn có chất vấn. Hoàng Nghi Trần chắp tay sau lưng, năm ngón tay chăm chú nắm một mảnh kim xà thanh kiếm. Bởi vì quá dùng sức, mảnh kiếm vạch phá tay nàng, tuôn ra giọt giọt máu tươi. Mảnh kiếm là nàng mới từ trên mặt đất nhặt lên. Hoàng Nghi Trần có Huyền Vũ Thanh Nguyên, là tu luyện Huyền Vũ Thanh Điển, mặc dù kim xà thanh kiếm trải qua tế luyện lần nữa,
cải biến hình thức phàm thái, nhưng vẫn có một tia khí tức huyền vũ nhàn nhạt bị nàng phát giác được, đang nói: "Nếu ngươi muốn đi, mặc dù là nguy hiểm, ta cũng sẽ đi theo. Chỉ hy vọng ngươi không nên ném ta xuống." Trong hốc mắt của Hoàng Nghiên Trần có nước mắt lấp lóe, nhưng nàng cố gắng khắc chế, tận lực không cho tâm tình của mình thổ lộ ra, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân trông thấy. Nghe Hoàng Nghiên Trần nói, thân thể Trương Nhật Trần hơi chấn động. Chẳng lẽ mới vừa rồi chiến đấu lộ ra sơ hở, làm cho nàng bắt đầu sinh nghi? Trương Nhật Trần không dám tiếp tục nhìn Hoàng Nghiên Trần, lập tức xoay người, bộ dạng đạm mạc nhìn tiểu thế giới cách đó không xa. Chỉ thấy trong thế giới, bộ thiên phàm và thủ thử chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đánh cho khó bỏ khó phân. Tốc độ tu luyện của bộ thiên phàm nhanh như vậy đã đạt tới ngư long cửu biến. Trương Nhật Trần có chút ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ đến tốc độ tu luyện của bộ thiên phàm lại vượt qua hắn. Tuy Trương Nhật Trần đi vào Lưỡng Nghi Tông phần lớn thời gian dùng để tìm hiểu kiếm đạo, thì nhưng hắn lại có càng khôn thần bộc đồ, tốc độ tu luyện căn bản không phải tu sĩ khác có thể so sánh được. Tu vi của một linh hy có thể vượt qua hắn, đó là bởi vì tu vi của nàng vốn trên Trương Nhật Trần, hơn nữa lại có thánh nguyên, còn luyện hóa được một giọt thần huyết. Dù vậy, nàng cũng chỉ đạt tới ngư long bát biến, còn thấp hơn bộ thiên phàm một cảnh giới. Ngoài trừ bộ thiên phàm, Hoàng Nghiên Trần có thể tu luyện tới ngư long thất biến, cũng làm cho Trương Nhật Trần cảm giác khá ngoài ý muốn. Cũng không biết nàng đã ăn bao nhiêu đau khổ mới có thể thành tựu hiện tại. Rống, khi thế trên người bộ thiên phàm cực kỳ sắc bén, càng đánh càng hăng, mỗi một quyền đánh ra đều có một hùng ảnh bay ra như thiên quân vạn mã, chấn văn tự trong tiểu thế giới nát bấy. Thủ thử không hổ là thái cổ di chủng, phóng ra bản tu pháp tướng khổng lồ giống như một ngọn núi cao, từng sợi ba khí qua chung quanh pháp tướng lưu động, không ngừng va chạm với năm đấm của bộ thiên phàm. Thực lực cả hai tựa hồ sàng sàng nhau, nhất thời bán hội chỉ sợ khó có thể phân ra thắng bại. Cuối cùng, ánh mắt của Trương Dương Trần chăm chú vào trên người An Nhạc cách đó không xa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Nếu nói bộ thiên phàm có thể tu luyện tới ngư long cửu biến, chỉ làm cho Trương Dương Trần cảm giác ngoài muốn. Như vậy An Nhạc có thể đạt tới ngư long cửu biến, còn có thể đứng ở đối diện hắn, mới thực làm cho Trương Dương Trần cảm giác sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ đến thiếu niên đạp đó cơ hồ biến thành phế nhân, bây giờ có thể có thành tựu cao như vậy, thật muốn cùng hắn nâng cốc ngôn hoang. Nghe hắn nói kinh nghiệm mấy năm gần đây, lúc trước An Nhạc ra tay trợ giúp Hoàng Nghiên Trần, bởi vậy có thể thấy được đoạt mệnh kiếm khách kia kỳ thực cũng có cảm tình, không có bởi vì tu vi của mình trở nên cường đại liền quên ân tình của Trương Nhật Trần đạp đó. Khi xưa An Nhạc bái nhập Địa Phương Môn trở thành sát thủ ưu tú nhất, về sau Địa Phương Môn đắc tội đến nhất, không thể không quy thuận tổng đại chủ Đoàn Mộc Giả, cũng chính là cô của một linh hy. Nếu Trương Nhật Trần suy đoán không sai, rất có thể là Đoàn Mộc Giả hoặc một linh hy đề cử An Nhạc về tổng đàn ma giáo. Kiếm của An Nhạc được xưng là đoạt mệnh, mặc dù là Âu Dương Hoàng cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn trở một kiếm tuyệt sát của hắn. Một khi ngăn không được, cũng chỉ có con đường chết. Âu Dương Hoàng chưa từng cùng An Nhạc giao thủ, mặc dù hắn có 9 thành nắm chắc đánh bại An Nhạc cũng sẽ không đi đánh bạc, bởi vì đó là đánh bạc mệnh. Muốn trèo lên Thư Sơn trước qua gái của ta. An Nhạc mặt không biểu tình, nói. Trương Nhật Trần nói: "Tốt." "Thế nhưng kiếm của ngươi đã gãy." An Nhạc nói. Trương Nhật Trần lại có vẻ không sao cả, nói: "Kiếm của ta chưa từng gãy, mấu chốt là ngươi có thực lực bức ta sử dụng kiếm hay không mà thôi." Thần sắc của An Nhạc như trước không thay đổi, bộ dạng bình thản lại có khí thế lăng lệ ác liệt từ trên người hắn phát ra. Trên mặt Trương Nhật Trần thủy chung trao dáng từ cười, khí thế ngưng tụ ra không ngừng kéo lên, cùng An Nhạc đối chọi gay gắt. Một linh hy biết Trương Nhật Trần đã bị trọng thương, cũng biết kiếm của An Nhạc đáng sợ đến mức nào, bởi vậy cực kỳ lo lắng. Nàng muốn ngăn cản trận chiến này, vội vàng nhìn An Nhạc nói: "An Nhạc." Trương Nhật Trần và An Nhạc cách rất gần, nếu xuất kiếm chỉ cần trong giây mắt có thể chém xuống đầu lâu của đối phương, bởi vậy hai người bọn họ bảo trì ở trạng thái mẫn cảm nhất. Thế nhưng thanh âm của một linh hy lại phá vỡ cân đối giữa An Nhạc và Trương Nhật Trần. Bá, trong một sát na, cổ tay An Nhạc khẽ động, kiếm đâm ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản nhìn không tới bóng kiếm. Sau một khắc, thời điểm bóng kiếm xuất hiện, thiết kiếm đã đâm thủng trái tim Trương Nhật Trần. Chỉ có điều thân thể của Trương Nhật Trần lại dần dần trở thành nhạt, biến thành một làn khói trắng. Nguyên lai thời điểm An Nhạc xuất kiếm, Trương Nhật Trần đã thể hiện tốc độ cực hạn, lướt ngang ra ngoài, kiếm của An Nhạc chỉ đâm xuyên qua bóng dáng của hắn. Cổ tay của An Nhạc xoay chuyển, trở tay đâm một kiếm, lần nữa đánh về phía trái tim của Trương Nhật Trần. Một kiếm nhìn như cực kỳ bình thường, lại ẩn chứa vô số huyền diệu. Chỉ có bán thánh mới có thể thấy rõ, kiếm của An Nhạc liên tiếp xuất hiện 10 bóng kiếm, hợp thành một chuỗi, cuối cùng trọng điệp lại với nhau. Chỉ có điều tốc độ xuất kiếm quá nhanh, người bình thường căn bản không thấy rõ, nhưng một kiếm này An Nhạc lại đánh hụt, không thể gặp được thân thể của Trương Nhật Trần. Rõ ràng có thể liên tiếp tránh thoát hai kiếm của An Nhạc, tốc độ của Lâm Nhạc nhanh như vậy. Xà Nhị mở to hai mắt, cực kỳ giật mình. Nàng rất rõ ràng có thể tránh thoát một kiếm của An Nhạc cũng đã là nhân vật rất bất phàm. Ánh mắt của Âu Dương Hoàng nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần, nói: "Không chỉ tốc độ nhanh, trọng yếu hơn là sức phán đoán của Lâm Nhạc rất kinh người,
Mỗi một lần hắn đều có thể sớm ngờ tới phương diện xuất kiếm của An Nhạc, cho nên mới có thể trước một bước tránh đi. Biết trước, trước đó Lâm Nhạc giao thủ với ta, căn bản không có năng lực như vậy. Sa Diễn nói. Ông Dương Hoàng lắc đầu, nói: Cũng không phải biết trước, chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Nhạc cực kỳ phong phú, nhãn lực và sức phán đoán diễn siêu thường dân, cho nên mới có thể làm được điểm này. Không có kinh nghiệm chiến đấu tịch diệt, tri thức kiếm đạo trên trăm năm, căn bản không thể làm được điểm này. Trên người Lâm Nhạc đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Ông Dương Hoàng đương nhiên không có khả năng nghĩ đến Trương Dần Trần hấp thu tri thức và trí nhớ của một vị bán thánh. Bởi vậy thời điểm chiến đấu mới có sức phán đoán tinh chuẩn như thế. Chẳng phải An Nhạc căn bản không làm gì được Lâm Nhạc sao? Có cần ta ra tay trợ giúp hắn một tay không? Sa Diễn nói. Ông Dương Hoàng cười nhạt. Tuy Lâm Nhạc cực kỳ trầm ổn, không có bất luận sơ hở gì, thế nhưng An Nhạc có thủ đoạn đủ để bức Lâm Nhạc lộ ra sơ hở. Người đừng dội, lại chờ một chút, ta ngược lại muốn nhìn Lâm Nhạc còn có chủ bài gì. Trương Nhật Trần nói. Kiếm của ngươi ngay cả góc áo của ta cũng không gặp được. Bỗng dưng An Nhạc ngừng lại, ánh mắt nhìn Trương Nhật Trần, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển cửu chuyển sinh tử quyết. Trong cơ thể hắn tuôn ra sinh tử khí, đã có sinh khí màu trắng, cũng có tử khí màu đen, hai loại lực lượng quấn quanh lẫn nhau, nhảy vào thiết kiếm, khiến cho thiết kiếm rung rẩy thoáng một phát. Sinh tử khăng khít, một lĩnh vực tử vong kiếm khí hiện ra, ngàn vạn đạo kiếm khí từ trong lĩnh vực bay ra ngoài, liên tục không ngừng đâm về phía Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần không ngừng lui về phía sau, ánh mắt hơi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, lại tu luyện ra sinh tử khí, chẳng phải hắn đã tu luyện cựu chuyển sinh tử quyết tới ngũ chuyển? An Nhạc tu luyện cựu chuyển sinh tử quyết chính là Trương Nhật Trần truyền cho hắn. Đương nhiên Trương Nhật Trần cũng tin tưởng loại đặc tính của công pháp này có thể tu luyện tới ngũ chuyển. Như vậy An Nhạc tuyệt đối không chỉ trải qua 5 lần sinh tử đơn giản như vậy, nó không chừng đã trải qua không dưới 50 lần. Bá bá, kiếm khí giống như nước lũ ẩn chứa tử khí cường đại từ 4 phương 8 hướng vọt qua, hoàn toàn bao phủ thân thể của Trương Nhật Trần. Vô luận tốc độ của Trương Nhật Trần nhanh như thế nào cũng không cách nào tránh đi kiếm khí. Cùng lúc đó An Nhạc hóa thành quang hoa, một kiếm phá không lần thứ 3 đánh về phía trái tim của Trương Nhật Trần. Thấy một màn như vậy, Mục Linh Hy và Hoàng Nghi Trần đều siết chặt tay, tim đập dừng lại một chút, chuẩn bị xông lên ngăn cản An Nhạc. Vì chỉ có Trương Nhật Trần vẫn lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói: Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, đáng giá ta sử dụng kiếm. Sau đó hắn lấy ra hư không kiếm, nắm ở trong tay, huy kiếm chém, một đạo kiếm khí khổng lồ bay ra, tất cả kiếm khí đều bị chấn vỡ. Bành, lĩnh vực tử vong kiếm khí cũng nghiền nát theo. Trong mắt An Nhạc lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức hoành kiếm đón đỡ, cùng kiếm khí va chạm, thân thể bay ngược ra ngoài, một bực rơi xuống giữa sườn núi mới đứng vững. Trương Nhật Trần tay cầm hư không kiếm, huyền không đứng ở trên cầu thang, cúi đầu nhìn An Nhạc, nói: Sự thật chứng minh, ngươi ngăn không được ta. Một kiếm thật mạnh, có thể nói vô kiên bất tồi. Vừa rồi Lâm Nhạc thi triển ra một kiếm, một phát uy lực rất mạnh, chỉ trong nháy mắt liền đánh nát ngàn vạn kiếm khí, còn đánh đoạt mệnh kiếm khách rớt đến chân núi. Uy lực một kiếm quả thực là không gì sánh kịp. Vô kiên bất tồi, làm cho chư vị thiên kiêu trên thư sơn kinh hải không hiểu. Trong đó có không ít người âm thầm suy tính, nếu bọn họ giao thủ với Lâm Nhạc, đối mặt một kiếm vừa rồi kia sẽ là kết quả như thế nào. Suy tính ra kết quả làm cho toàn thân tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh. Một kiếm kia căn bản không phải người lòng cảnh có thể chống đỡ được. Nếu đối lại bọn hắn, chỉ sợ thân thể đã bị kiếm khí cắt thành hai mảnh. Đương nhiên cũng từ đó phản ánh ra tu vi của đoạt mệnh kiếm khách cực kỳ cường đại, đón đỡ một kiếm của Lâm Nhạc rõ ràng còn có thể không bị thương. Sao lại mạnh như vậy? Lâm Nhạc không phải thanh khí khô kiệt đã bị trọng thương sao? Kiếm của hắn không phải đã đứt sao? Vì sao ta cảm giác thanh kiếm này càng thêm đáng sợ? Không đúng, kiếm của hắn. Rốt cuộc mọi người ý thức được cái gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm cổ kiếm trong tay Lâm Nhạc, trong mắt của Tuyết Vô Dạ hơi híp. Sau đó hai đồng tử tuôn ra hào quang sắc bén, trở nên sáng ngời, nói: Đó là một thanh thiên giang thánh khí. Không đúng, tựa hồ không chỉ là thiên giang thánh khí đơn giản như vậy. Vừa rồi uy lực của một kiếm kia đích thực là thiên văn thánh khí mới có thể phát huy ra. Chỉ cần là tu sĩ bái kiến thiên văn thánh khí đều có thể xác nhận điểm này. Mấu chốt ở chỗ tất cả mọi người ở đây không thấy. Vừa rồi uy lực của một kiếm kia đích thực là thiên văn thánh khí mới có thể phát huy ra. Chỉ cần là tu sĩ bái kiến thiên văn thánh khí đều có thể xác nhận điểm này. Mấu chốt ở chỗ tất cả mọi người ở đây không ai có thể phân biệt ra chuôi kiếm kia của Lâm Nhạc đến cùng có lai lịch gì. Một kiện bách văn thánh khí có thể thành chứng minh trấn tộc của một gia tộc bán thánh. Một kiện thiên văn thánh khí có thể thành chứng minh trấn tộc của thánh giả môn phiệt. Mỗi một kiện thiên văn thánh khí đều có uy lực tuyệt luân. Nếu do một vị thánh giả khung chí, mặc dù là ở ngoài mấy ngàn dặm, sử dụng một kích cũng có thể hủy diệt một thành trì. Bởi vậy một thánh giả môn phiệt chỉ cần có được thiên văn thánh khí có thể giữ vững địa vị gia tộc, khiến cho thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ai cũng chịu không nổi một kiện thiên văn thánh khí trả thù.
chính vì uy lực của thiên văn thánh khí cường đại. Bởi vậy thời điểm Trung ương đế quốc thành lập đã lệnh đại do của do đạo thu thập tin tức khắp nơi, trải qua không ngừng khảo chứng, sửa chữa, cuối cùng tất cả tư liệu của thiên văn thánh khí và vạn văn thánh khí đều được biên soạn thành sách. Sau đó triều đình tuyên bố thiên văn thánh khí phổ và vạn văn thánh khí phổ. Tin tức mỗi một kiện thiên văn thánh khí và vạn văn thánh khí tất cả đều ghi chép ở trên sách. Bởi vậy mọi người cực kỳ tin tưởng, chỉ có dưới tình huống hy hữu mới có thể toát ra một kiện thiên văn thánh khí mới. Tu sĩ Ngư Long Cảnh có thể nắm giữ một kiện thiên văn thánh khí, cơ hồ là sự tình không có khả năng phát sinh. Mặc dù là ma giáo cũng không dám cho một tu sĩ Ngư Long Cảnh mang theo thiên văn thánh khí hành tẩu thiên hạ. Một khi thất lạc, quả thực còn đau nhức hơn tổn thất một vị thánh giả. Nhưng mà chuyện không có khả năng phát sinh, bây giờ lại phát sinh ở trước mắt. Lâm Nhạc rõ ràng có một kiện thiên văn thánh khí, có thể nghĩ đây là sự tình làm cho người giật mình cỡ nào. Không phải thiên văn thánh khí, Thánh Thư Tài Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu không ngừng tìm tòi tin tức về thanh kiếm kia. Bỗng nhiên nàng như nghĩ tới điều gì, đôi mắt tản mắt ra hào quang, có chút sợ hãi thán phục, nói: chẳng lẽ là thanh kiếm kia? Không chỉ Thánh Thư Tài Nữ, trong thần đài thành các thánh giả lão tổ đều nhận ra cái gì, trong nội tâm có một ít suy đoán. Chỉ có điều hư không kiếm phát ra khí tức còn chưa đủ mạnh, bọn hắn còn không dám khẳng định. Tám người kim thánh mặc đạo bào màu tím đứng nghiêm, thân hình to lớn, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Thư Sơn. Tông chủ, cổ kiếm của Lâm Nhạc ta cảm giác có chút bất phàm, rất có thể là thanh kiếm ở thời kỳ trung cổ kia. Lưỡng Nghi Tông tông chủ Nên Huyền Đạo và tám người kim thánh đứng song vai cũng nhẹ gật đầu, nói: người chỉ chính là thanh kiếm giết qua thần linh kia. Tám người kim thánh nói: hiện tại còn không xác định được, bất quá một năm gần đây tu vi của Lâm Nhạc đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện nhanh dọa người, rất có thể đã nhận được truyền thừa của vị kia. Nên Huyền Đạo giật mình, hít một hơi thật sâu, nói: nếu thật như thế, Lưỡng Nghi Tông nhất định phải toàn lực bảo hộ Lâm Nhạc. Người muốn truyền thừa của vị kia đều không kể xiết, tuyệt đối không thể để xảy ra ngoài ý muốn. Khó trách hắn không chịu bái ta làm thầy. Tá Nguyệt Kim Thánh cười khổ, trước kia hết thảy nghi hoặc toàn bộ đều rộng mở trong sáng. Nên Huyền Đạo nói: ta số cục minh bạch, tại sao Thái Nhất Tổ Sư lại có trọng Lâm Nhạc như vậy? Có lẽ lão nhân gia đã sớm nhìn ra một ít mánh khóe. Trương Nhật Trần đã lấy ra hư không kiếm, đương nhiên là làm tốt tâm lý chuẩn bị. Bất quá hắn tin tưởng Lưỡng Nghi Tông nhất định sẽ dùng tất cả lực lượng bảo hộ hắn. Truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế khẳng định không thua đệ tử của Tri Giao Nữ Hoàng. Bởi vậy mặc cho tất cả thế lực lớn cảm xúc cuồng trào như thế nào, tâm tư tham lam muốn như thế nào, Trương Nhật Trần cũng cực kỳ bình tĩnh. Dựa vào một thanh thiên văn thánh khí thủ thắng cũng không tính là bổn sự gì. Xa Nhị mặc áo đen đứng ở trước người Trương Nhật Trần, nói: trên Thư Sơn có gió phập phồng. Thổi áo bào đen trên người nàng bay bổng lên, lộ ra chân thon dài tuyết trắng. Trương Nhật Trần đứng ở dưới nhìn lên, có thể chứng kiến hầu như gần hết phong cảnh bên trong. Trương Nhật Trần mỉm cười, nói: theo như ý của ngươi, ta nên tay không tức sát, đánh bại từng cao thủ ma giáo mới xem như bản lĩnh thực sự. Thời điểm Trương Nhật Trần và Xà Nhị giằng co, A Nhạc cầm thiết kiếm từ giữa sườn núi một bước đi tới, xuất hiện ở dưới Trương Nhật Trần, nói: kiếm của hắn là thiên văn thánh khí, nhưng kiếm của ta cũng không phải phàm phẩm. Bởi vậy trận chiến vừa rồi đích thực là ta thua. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc có người phát hiện thanh thiết kiếm trong tay A Nhạc là hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng hư không kiếm va chạm, rõ ràng không gãy, ít nhất cũng là một thanh thiên văn thánh khí. Dưới tự yến tối nay, việc lạ càng ngày càng nhiều, làm cho bán thánh lão tổ cũng không tin nổi. Ánh mắt của A Nhạc cực kỳ lợi hại, nói: nhưng mà trận chiến kế tiếp, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Mộc Linh Nhi lập tức đi ra ngoài, xuất hiện ở giữa Trương Nhật Trần và A Nhạc, nhìn A Nhạc lắc đầu khuyên nhủ: A Nhạc, trận chiến này đến đây kết thúc. Vì sao? A Nhạc hỏi. Nếu là lời của người khác, A Nhạc nhất định sẽ không để ý tới. Thế nhưng Mộc Linh Thi đối với hắn có ơn tri ngộ. Nếu không phải Mộc Linh Thi đưa hắn đến tổng đàm ma giáo, hắn tuyệt đối sẽ không có thành tựu hiện tại. Mộc Linh Thi nói: hai người các ngươi nếu tận lực chiến một trận, căn bản không có khả năng thu kiếm được, tất nhiên sẽ có một người phải chết. Mộc Linh Thi rất rõ ràng, thời điểm nàng nói ra những lời này, tu sĩ ma giáo nhất định sẽ hoài nghi nàng và Lâm Nhạc có quan hệ, thậm chí có thể sẽ thẩm phán nàng, xử phạt nàng. Thế nhưng nàng nhất định phải đứng ra, bởi vì nếu A Nhạc và Trương Nhật Trần chiến đấu thực sự đến thời điểm phân sinh tử, Trương Nhật Trần xuất kiếm nhất định sẽ do dự, nhưng A Nhạc lại tuyệt đối sẽ không do dự. Ai do dự, người đó sẽ chết. Mộc Linh Thi tuyệt đối không thể di chuyển như vậy phát sinh, nhất định phải ngăn cản. Ta không sợ chết, A Nhạc thản nhiên nói. Trong nội tâm A Nhạc có một cổ tín niệm, mặc dù phải chết cũng phải ngăn cản Lâm Nhạc leo lên Tư Sơn, bởi vì Lâm Nhạc là địch nhân của thần giáo. Trương Nhật Trần cầm hư không kiếm, sai người nhìn A Nhạc, nói: nếu phải chiến, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó.
Mộc Linh Nhi cắn chặt bờ môi, trong nội tâm cực kỳ tức giận. Thật không cách nào lý giải sao Trương Nhật Trần cũng có thời điểm cố chấp như vậy. A Nhạc cố chấp, đó là bởi vì A Nhạc vốn cố chấp. Hơn nữa hắn không rõ thân phận của Trương Nhật Trần, cho nên nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của thần giáo, ngăn cản địch nhân của thần giáo. Thế nhưng Trương Nhật Trần, ngươi đã nhìn rõ tình thế, cần gì phải chết chụp đầu với A Nhạc? Sao ngươi cũng cố chấp như vậy? Ngươi đã bị thương nặng, sao còn dám liều mạng như thế? Mộc Linh Hy chỉ nhìn mặt tình cảm cá nhân, thế nhưng Trương Nhật Trần lại nhất định phải vì lưỡng nghi tông cân nhắc, không cho phép hắn lùi về phía sau nửa bước. Nếu lúc này thối lui, lúc trước hết thảy cố gắng toàn bộ đều mất đi ý nghĩa. Kỳ thật có thể cùng A Nhạc sinh tử chiến một trận, mặc dù có nguy hiểm thật lớn, nhưng Trương Nhật Trần cảm giác rất thông khoái. Hắn tin tưởng ngoài trừ hôm nay, sau này hắn và A Nhạc không có khả năng còn có cơ hội như vậy. Không cố kỳ chút nào, toàn lực chiến một trận. Tựa như toàn cơ kim thánh và cổ u kim thánh vì trung kích cảnh giới không tiếc sinh tử chiến một trận, mặc dù tử trận cũng sẽ cảm giác cực kỳ thông khoái. Chỉ có kiếm tu định tim mới hiểu một cuộc chiến sinh tử thế lực ngang nhau là kích thích bừng nào, làm cho người kích động như thế nào. Trận chiến này giống như đã không thể tránh né, khi thế trên người Lâm Dạ và A Nhạc trở nên càng ngày càng mạnh. Bá, trong không khí có từng đạo kiếm khí ngưng tụ ra, hăng hái phi hành ở giữa hai người bọn họ, phát sinh va chạm kịch liệt. Trận chiến như muốn bộc phát, thế nhưng lại có ngoài muốn phát sinh. Một Linh Hy do dự thật lâu, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Thân hình của nàng lóe lên giống như quỷ mị, xuất hiện ở bên cạnh A Nhạc, một chưởng đánh ra ngoài, kích lên vai phải A Nhạc. A Nhạc làm sao cũng sẽ không ngờ tới Mộc Linh Hy lại sẽ ra tay với hắn, bởi vậy căn bản không có đề phòng nàng. Ba, một tiếng xương vỡ vang lên, xương cốt cánh tay phải của A Nhạc đứt rời, thiết kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thân thể A Nhạc bay ra ngoài. Một chưởng này của Mộc Linh Hy không nặng cũng không nhẹ, chỉ kích thương A Nhạc, khiến cho hắn trong vòng 3 ngày không cách nào giao thủ. A Nhạc chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, thân thể bên phải trở nên chết lặng, hơn nữa có một cỗ ma khí cường đại xâm nhập kinh mạch, để thân thế của hắn căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc khó hiểu nhìn Mộc Linh Hy. Đừng nói A Nhạc khó hiểu, tất cả mọi người cũng bị cử động của Mộc Linh Hy chấn kinh. Ai cũng không ngờ tới ma giáo tiểu thánh nữ sẽ ra tay kích thương đoạt mệnh kiếm khách. Tình huống gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao người ma giáo lại đánh nhau? Vô số người ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào kịp phản ứng. Ha ha, trên đỉnh Thư Sơn, cá Thiên Kiều cười phá lên, nói: Âu Dương Hoàng, người muốn lợi dụng ba giáo tiểu thánh nữ đối phó Lâm sư đệ, thật không ngờ lại bị cắn một cái. Âu Dương Hoàng không để ý đến cá Thiên Kiều, sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù là dùng hàm dưỡng của hắn, trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Hành vi của Mộc Linh Hy đã nguy hại tới danh dự của thần giáo, chỉ sợ ngày mai tất cả tu sĩ trong thiên hạ sẽ cười nhạo bái nguyệt thần giáo ra một thánh nữ ăn cây táo rào cây sung. Âu Dương Hoàng cố gắng không chế tâm tình của mình, đứng dậy đi tới biên giới Thư Sơn, nhìn thoáng qua phía dưới, bình tĩnh nói: Xà nhị, người mời thánh nữ gì? Để nàng trước nghỉ ngơi một chút, kế tiếp hết thảy giao cho ta. Ánh mắt của Xà nhị lạnh lẽo, hai chân đạp một cái lao xuống phía dưới, xuất hiện ở bên cạnh Mộc Linh Thi, cười lạnh nói: Thánh nữ đi thôi. Ánh mắt của Trương Nhật Trần ngưng tụ, cánh tay nâng lên, kiếm chống ở sau lưng Xà nhị, nói: Người muốn dẫn nàng đi nơi nào? Vô luận nói như thế nào, Mộc Linh Thi đích thực là không muốn hắn xảy ra ngoài ý muốn, mới có thể liều lệnh ra tay kích thương A Nhạc, ngăn cản trận chiến này. Xà nhị không sợ Trương Nhật Trần chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười xinh đẹp, ung dung nói: Như thế nào? Đau lòng? Ngươi giết ta đi, giết ta, nàng có thể lưu lại bên cạnh ngươi. Ánh mắt của Trương Nhật Trần lạnh như băng, huy kiếm chém tới. Không được. Mộc Linh Hy dùng sức lắc đầu, sau đó nhìn Trương Nhật Trần nói: Ngươi yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Trương Nhật Trần ngừng kiếm, dần dần khôi phục lý trí, cắn răng, cuối cùng vẫn thu hư không kiếm về. Mộc Linh Hy kích thương A Nhạc đích thực là làm rối loạn kế hoạch của Âu Dương Hoàng, tạo thành ảnh hưởng mặt trái cực lớn. Thế nhưng Mộc Linh Hy dù sao cũng là thánh nữ, trong giáo có một ít đại nhân vật che chở nàng, dù muốn trừng phạt cũng chưa tới lượt hắn. Nhưng nếu Trương Nhật Trần giết Xà Nhị, người ủng hộ nàng tự nhiên vẫn có thể bảo vệ nàng, nhưng sự tình sẽ rất phức tạp, đến tình trạng không thể vãn hồi. Tới lúc đó chỉ sợ người nhà của Mộc Linh Hy cũng sẽ bị liên lụy, bị ma giáo chế tài. Vô luận là từ phương diện nào cân nhắc, Trương Nhật Trần cũng chỉ có thể thu tay. Nhiều khi là bất đắc dĩ như vậy, Xà Nhị cười cười nói: Yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng. Ha ha. Xà Nhị mang theo Mộc Linh Hy bay về đỉnh Thư Sơn. Trương Nhật Trần nhìn bóng lưng của các nàng ly khai, năm ngón tay kìm lòng không được, siết chặt chuôi kiếm, cũng chỉ có thể kỳ vọng Tiểu Hắc có thể phát huy ra tác dụng, thay hắn chiếu cố tốt Mộc Linh Hy. Ha ha, đặc sắc, thật quá đặc sắc. Quả nhiên lần này đến lượt Nghi Tông, không để cho bổn hoàng tử thất vọng, mới vừa đến đã chứng kiến một màn đặc sắc như vậy. Chân trời, một đám mây màu đỏ như máu, giống như máu tươi hội tụ thành hải dương, đang cuồn cuộn về phía Thư Sơn. Mặc dù cách trăm dặm,
cũng có thể ngửi được mùi huyết tinh gây mũi tràn ngập ở trong không khí, làm cho người cảm thấy cực kỳ chán ghét. Soạt, đám mây đi tới dưới Thư Sơn, huyết khí không ngừng co rút lại, trở nên càng ngày càng đậm, biến thành một đoàn huyết thủy hình người. Cuối cùng, ngay cả huyết thủy cũng hoàn toàn thu liễm, biến thành huyết khải, hiện lộ ra chân thân là một nam tử trẻ tuổi cực kỳ tài dị. Sắc mặt của hắn tái nhợt giống như đắp giấy trắng, bờ môi lại đỏ tươi, mũi cao, mắt lõm sâu, người mặc trường bào màu đỏ, tóc dài búi cao, lại ăn mặc như nữ nhân, rõ ràng là nam tử, lại mặc nữ trang, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, thì thào nói: "Huyết khí thật đậm đặc, chẳng lẽ là bất tử huyết tộc?" Thính lực của nam tử kia rất nhạy cảm, vậy mà nghe được Trương Nhược Trần nói, thành âm bén nhọn cười to: "Tiểu tử, coi như người có chút kiến thức, không sai, bổn hoàng tử là tộc nhân của bất tử huyết tộc." Dưới Thư Sơn, mấy tu sĩ cách nam tử kia khá gần đều sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức lùi về phía sau, chỉ muốn cách hoàng tử huyết tộc càng xa càng tốt. Mặc dù trải qua 800 năm, hung danh của bất tử huyết tộc vẫn làm cho tu sĩ cô luân giới nghe tin đã sợ mất mật. Đoạn thời gian gần đây, tuy tất cả thế lực lớn đều nghe nói bất tử huyết tộc đã phá vỡ phong ấn, trốn ra Ma Kỳ đảo, thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng bất tử huyết tộc sẽ ẩn núp ở trong bóng tối, kẹp cái đuôi làm người. Bởi vậy, không có vội vã đối phó bọn hắn, chờ sau lần kiếm đại hội mới cùng một chỗ thương lượng sự tình tiêu diệt bất tử huyết tộc. Ai sẽ ngờ tới, hoàng tử của bất tử huyết tộc lại cao điệu hiện thân ở giới Tự Yến. Bất tử huyết tộc có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ 800 năm trôi qua, bất tử huyết tộc đã triệt để khôi phục nguyên khí, lại dám khiêu chiến tu sĩ trong thiên hạ? A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, truyền khắp Thư Sơn và Thần Đại Thành. Ngay sau đó, cách hoàng tử huyết tộc ba trượng, một tăng nhân mặc áo cà sa màu máu từ trong nước bùn chui ra. Tăng nhân này toàn thân được tản mát ra kim quang sáng lạng, vô số Phật văn lưu động ở trên người, cùng vầng sáng màu vàng hòa thành một thể. Hoàng tử huyết tộc cười nói: "Già La Cổ, tốc độ của ngươi quá chậm." Tăng nhân chắp tay trước ngực, lại đọc lên một tiếng Phật hiệu, nói: "Tốc độ của Tam hoàng tử làm cho bần tăng mặc cảm." Rất hiển nhiên, Tam hoàng tử huyết tộc và tăng nhân kia là người một đường, hai người đều tới tham gia giới Tự Yến. Ánh mắt của Âu Dương Hoàng quét mắt nhìn hai người, cuối cùng tập trung vào tăng nhân, trầm giọng nói: "Người tử thiền giáo không phải một mực ở hải ngoại truyền giáo sao, cũng dám đến nông vực?" Âu Dương Hoàng và Trần Thương Phật của nhà La Cổ gây ra chấn động cực lớn. "Cái gì? Hòa thượng kia là người tử thiền giáo? Thật to gan, Lữ Nghi Tông há là địa phương bọn hắn có thể tới? Người ngay cả tử thiền giáo cũng không biết, giáo này chính là do một phản đồ Phật đạo sáng lập, đã từng truyền giáo ngũ đại vực của cung lung giới, nhưng bởi vì giáo pháp quá mức tà dị, dặn dẹo luân thường, truyền bá giáo lý bị dân, bởi vậy binh bộ phái đại quân tiến đến diệt quét, muốn tiêu diệt giáo này. Nhưng thế lực của tử thiền giáo quá khổng lồ, mặc dù là binh bộ cũng chỉ trọng thương bọn chúng, khu trục đến hải ngoại, không thể triệt để tiêu diệt bọn chúng. Có thể nói trận chiến vây quét tử thiền giáo ấy chính là chiến dịch thất thủ duy nhất của binh bộ, không thể trảm thảo trừ căn. Bởi vậy có thể thấy được thế lực của tử thiền giáo khủng bố bực nào. Tam hoàng tử huyết tộc và già La Cổ xuất hiện, tự như hai quả bom, làm cho chu vị bán thánh lão tổ ở đây cũng chấn động. Bất tử huyết tộc và tử thiền giáo dám công nhiên hiện thân ở cung lung giới, bọn hắn rốt cuộc lấy tự tin từ đâu? Tam hoàng tử huyết tộc nhìn thoáng qua trên đỉnh Thư Sơn, ánh mắt định dạng ở trên người thánh thư tài nữ, trong trong mắt hơi híp, cười nói: "Nghe nói nữ hoàng hạ lệnh, anh kiệt trong thiên hạ đều có thể tranh đoạt vị trí giới tử, bổn hoàng tử đi ngồi một vị trí, có lẽ mọi người không có ý kiến chứ? Ha ha, lớn mật." Đối mặt tam hoàng tử huyết tộc khiêu khích, trên đỉnh Thư Sơn, thánh thư tài nữ thu quạt xếp đứng dậy. Trong chốc lát, một cổ thanh uy mênh mông cuồn cuộn từ trên người nàng bạo phát ra, quát to một tiếng: "Thiên hạ hôm nay chỉ có nữ hoàng đại nhân có thể xưng hoàng, người dám tự xưng hoàng tử là kinh nhân lớn nhất với nữ hoàng đại nhân." Rất hiển nhiên, thánh thư tài nữ không có khả năng dễ dàng tha thứ hoàng tử bất tử huyết tộc tham gia giới Tự Yến, tự nhiên phải tìm một lý do tới thu thập hắn. Bất tử huyết tộc cũng muốn trở thành một trong chín đại giới tử. Thật là chuyện cười, tuy Hắc thị và Ma giáo cũng làm nhiều việc ác, thế nhưng vẫn còn có quy tắc và đạo nghĩa, vẫn còn trong phạm vi mà triều đình có thể tha thứ. Ví dụ như Hắc thị hợp nhất tuyệt đại đa số thế lực tà ác trong thiên hạ, chế định ra quy tắc, bản thân là một loại ước thúc với tu sĩ tà đạo trong thiên hạ. Nếu không có Hắc thị, cung lung giới đúng là thiếu đi một thế lực tà đạo khổng lồ. Nhưng mà ngàn ngàn dạng dạng tu sĩ tà đạo sẽ triệt để mất đi khống chế, khiến cho cung lung giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Lại ví dụ như Ma giáo, kỳ thực chính bọn hắn lại tự xưng thần giáo, bởi vì tất cả giáo chúng đều tin tưởng vững chắc bọn hắn là làm chính nghĩa, thần thánh. Tuy Ma giáo bá đạo, làm việc cực đoan, thế nhưng cuối cùng lại có giáo lý ước thúc giáo chúng. Địa bàn Ma giáo quảng hạt kỳ thực cũng cực kỳ phồn vinh, dân chúng đỏ ấm,
nam canh nữ dệt. Tuy thường xuyên có giết chóc phát sinh, nhưng vẫn có cơ hội dẫn bọn chúng vào chính đạo. Đương nhiên, cũng không phải nói hắc thị và ma giáo không tà ác, chỉ nói sự hiện hữu của bọn hắn là có ý nghĩa nhất định. Nếu là tiêu diệt bọn chúng, rất có thể sẽ để cho thế cục trở nên tệ hơn. Huống hồ hắc thị và ma giáo tồn tại cũng là một loại kiềm chế với Vũ thị tiền trang, tam đạo cửu lưu, tất cả thánh giả môn việt trong thiên hạ. Đối với triều đình mà nói, cần là một loại cân đối. Nếu hắc thị và ma giáo hoàn toàn bị tiêu diệt, tất cả tông môn và thánh giả môn việt trong thiên hạ chỉ sợ sẽ sinh ra tâm phản loạn, cùng một chỗ chỉ hướng đồng môn về triều đình. Đến lúc đó tất nhiên sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Về lại thời điểm 800 năm trước, quân hùng cát cứ, thiên hạ hỗn loạn. Chính vì nguyên nhân này, Tri Giao Nữ Hoàng mới hạ lệnh thiên hạ anh kiệt đều có thể tranh đoạt vị trí giới tử. Tự nhiên kể cả hắc thị và ma giáo, nhưng bất tử huyết tộc và tử thiên giáo lại bất đồng. Bọn hắn đã không phải tà đạo mà là ma đạo, mà là tử vong chi đạo. Nếu mặc cho bọn hắn hung hăng ngang ngược ở cung lôn giới, sẽ đẩy cả nhân tộc đi về phía diệt vong. Điểm này là bất luận thế lực nào cũng sẽ không tha thứ, kể cả hắc thị và ma giáo. Thánh thư tài nữ không chút do dự duỗi ra một ngón tay chỉ xuống Thư Sơn, tinh thực lực bừng lên, ngưng tụ thành chữ diệt to lớn, muốn trấn giết tam hoàng tử huyết tộc và già lá cổ. Giờ phút này thánh thư tài nữ giống như thay đổi một người, sát phạt quyết đoán, tuyệt không cho địch nhân chút cơ hội nào. Như thế nào, thánh thư tài nữ đại danh đỉnh đỉnh lại không có một chút tâm dung người? Một thanh âm già nua từ trên thương khung truyền tới, còn vang dội hơn sấm sét, giống như thương thiên phát ra thanh âm. Soạt, giữa không trung một đoàn sương mù màu đỏ như máu từ trên thương khung rủ xuống, hóa thành bàn tay đánh nát chữ diệt. Hai cổ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, lập tức hình thành như ba hủy diệt, kích xạ ra bốn phía. Nếu mặc cho như ba tuôn đi, chỉ sợ toàn bộ thần đài thành sẽ tan thành mây khói, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết oan chết uổng. Lưỡng Nghi Tông tông chủ Đinh Huyền Đạo nhướng mày, cánh tay phải vung ra, lập tức 36 cái hoàng phù đạo kỳ từ trong ống tay áo của hắn bay ra, cắm ở dưới Thư Sơn, hình thành một vòng tròn to lớn. Xôn xao, mỗi một cây hoàng phù đạo kỳ đều tuôn ra minh văn trận pháp, lẫn nhau kết nối, hợp thành một trận pháp to lớn, trực áp như ba xuống, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Trên đỉnh Thư Sơn, thánh thư tài nữ rút lui một bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, có chút kinh hãi nhìn lên trời. Vừa rồi thánh thư tài nữ ở thời khắc cuối cùng đã điều động do tổ thánh thư và lực lượng Thư Sơn cùng đối phương đỏ sức, nhưng vẫn bị trọng thương. Lực lượng của đối phương quả thực giống như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, làm cho nàng cũng cảm giác sợ hãi. Rõ ràng đánh bại thánh thư tài nữ, cũng không biết là thần thánh vương nào. Trương Trần Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ bầu trời biến thành màu đỏ như máu, một mực kéo dài ra thẳng đến cuối đại địa. Đại địa bịt kín một tầng huyết sắc, trong không khí tràn ngập mùi tanh làm cho người buồn nôn. Bầu trời trên đám mây đứng một lão giả lưng bọc cánh thịt màu đỏ, mặc áo bào trắng, toàn thân đầy bướu thịt, không giống như người, ngược lại giống như một quái vật. Vừa rồi chính là hắn ra tay kích thương thánh thư tài nữ. Khi thế trên người lão giả quả thực quán thông thiên địa, tu sĩ ngư long cảnh đứng ở trước mặt hắn như một bầy kiến hôi nhìn lên ba thần. Thanh âm của lão giả trắng cực kỳ chói tai, nói: lòng dạ của nữ hoàng đại nhân có thể hải nạp bách xuyên, dung nạp hết thảy chủng tộc trên cô lưu giới. Mặc dù là tà đạo và ma đạo cũng có thể đi tranh đoạt vị trí giới tử. So với nữ hoàng, lòng dạ của thánh thư tài nữ quá mức hẹp hòi, rõ ràng không dung được bất tử huyết tộc chúng ta, thật làm cho lão phu thất vọng. Lão giả trắng xuất hiện làm cho tất cả mọi người sinh ra một cảm giác nguy cơ. Quả nhiên có lão quái của bất tử huyết tộc bảo hộ tam hoàng tử gì kia. Tu vi của lão quái này rất cường hoành, bản thánh cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Trong thần đài thành, các thánh giả lão tổ đồng thời phóng ra thanh uy, từng sợi thanh khí lưu động trong không khí bao phủ tất cả tu sĩ ở đây vào. Từ trên không nhìn xuống, lực lượng của các vị thánh giả lão tổ hội tụ giống như bức thánh họa trải ra, một tia thanh khí là một nét bút trên thánh đồ. Lão giả áo trắng lại có vẻ bình tĩnh, mặc dù là đối mặt chư thánh cũng chỉ cười nhạt. Như thế nào, muốn động thủ sao? Chỉ tiếc các ngươi độ tuổi còn quá trẻ, không có tư cách giao thủ với lão phu. Trừ phi thái nhất lão đạo của Lưỡng Nghi Tông còn sống, ngược lại có thể cùng lão phu chiến một trận. Nghe khẩu khí của các hạ, tự hồ nhận thức thái nhất tổ sư. Lưỡng Nghi Tông tông chủ nói, lão giả áo trắng mỉm cười. 800 năm trước, ngược lại gặp qua một lần. Ở đây trong nội tâm vô số tu sĩ chấn động, rất khó tưởng tượng lão giáo trắng của bất tử huyết tộc kia dĩ nhiên là một lão quái sống lâu như thế. Sắc mặt của Lưỡng Nghi Tông tông chủ thoáng có chút biến hóa, hỏi: người đến cùng là người nào? Lão giáo trắng nói: 800 năm trước, dưới trướng huyết hậu có 10 vị huyết soái, lão phu là một tiểu binh dưới trướng thành thiên huyết soái. Lại nói tiếp, chỉ là một hạng người vô danh, về phần tục danh không đề cập tới cũng được. 800 năm trước, Côn Luân giới không chỉ có Cửu Đế, còn có Tam Hậu. Huyết Hậu là vị thực lực mạnh nhất trong Tam Hậu. Trận chiến năm đó, Minh Đế đã huyết hậu rớt xuống vô tận thâm uyên.
Về sau mới dẫn quần hùng thiên hạ đánh lui bất tử huyết tộc, phong ấn Ma Kỳ đảo. Lão già áo trắng lại nói: lần này lão phu dẫn Tam Dương Tử và Tử Tiền Giáo và La Cổ đến Lưỡng Nghi Tông, chỉ vì thuận theo ý chỉ của nữ hoàng đại nhân tham gia giới tử yến, tranh đoạt vị trí giới tử, cũng không muốn sinh thêm sự cố. Nếu thanh thư tài nữ không dung được hai chữ hoàng tử, cho rằng bất kính với nữ hoàng, chúng ta có thể tự hạ thân phận cải thành dương tử. Nếu như thế vẫn không thể tham gia giới tử yến, lão phu không thể không hoài nghi hoàng chỉ của nữ hoàng ở trước mặt thanh thư tài nữ đến cùng có tác dụng hay không. Thiên hạ này rốt cuộc là nữ hoàng định đoạt hay thánh thư tài nữ định đoạt? Hoàng chỉ của Trường Giao nữ hoàng đúng là không có nói rõ, không thể để cho bất tử huyết tộc và Tử Thiên Giáo tham gia giới tử yến. Lão già áo trắng quả nhiên chữ chữ tru tâm. Đồng môn trực chỉ thanh thư tài nữ, trước nói thanh thư tài nữ lòng dạ nhỏ mọn, sau đó nói nàng bất kính nữ hoàng, đồng thời chủ động cải hoàng tử thành vương tử, hiển lộ rõ bất tử huyết tộc kính trọng nữ hoàng. Mỗi một câu của lão già áo trắng đều đang ép thanh thư tài nữ làm cho tam hoàng tử bất tử huyết tộc và già La Cổ có cơ hội tham gia giới tử yến. Tam hoàng tử bất tử huyết tộc cười lạnh: bổn dương tử hết sức kính trọng nữ hoàng đại nhân, giờ rồi có chỗ mạo phạm, xin thánh thư tài nữ tha thứ. Già La Cổ chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm nói: A Di Đà Phật, nếu triều đình không thể công bình đối đãi Tử Thiên Giáo, chỉ sợ giáo chúng của Tử Thiên Giáo sẽ rất tức giận, kinh ý với nữ hoàng sẽ không còn sót lại chút gì, sẽ dẫn ra hậu quả như thế nào bần tăng thật không cách nào tưởng tượng. Ít nhất cho tới bây giờ, bất tử huyết tộc và Tử Thiên Giáo còn ở hải ngoại mấy trăm năm qua không có làm ra sự tình người người oán trách gì ở đại lục Côn Luân Giới. Một khi để bọn hắn tìm được lý do có thể thuận lý thành chương đến Côn Luân Giới truyền giáo, đầu độc dân tâm, từ đó làm cho mọi người cảm thấy bọn hắn mới là một phương yếu thế. Nếu thanh thư tài nữ tiếp tục cự tuyệt, tương lai bất tử huyết tộc và Tử Thiên Giáo làm ra sự tình sinh đồ thắng, chỉ sợ bọn hắn sẽ trút tất cả sai lầm lên người thánh thư tài nữ. Công bố chính là thánh thư tài nữ áp bách và căm thù mới bước bất tử huyết tộc và Tử Thiên Giáo không thể không phản kháng. Cái tội danh này ai cũng không gánh nổi. Mặc dù cho hai người bọn họ tham gia giới tử yến lại có thể thế nào, thiên hạ anh kiệt đều tụ tập ở chỗ này, ta cũng không tin bọn hắn có thể ngồi được vị trí giới tử. Cho hai người bọn họ tham gia giới tử yến ngược lại có thể hiển lộ rõ ràng ý đức vô thường của nữ hoàng đại nhân, ta có thể ra tay đánh bại bọn chúng. Đúng lúc này, trên thư sơn, chỗ Nhân Kiệt tòa và Thiên Kiêu tòa, một ít tài tuấn trẻ tuổi lại ủng hộ tam hoàng tử bất tử huyết tộc và già La Cổ tham gia giới tử yến. Không thể không nói bọn hắn la ó đúng là phát ra tác dụng kích động. Dưới thư sơn, những tu sĩ trẻ tuổi không rõ chân tướng kia cũng bắt đầu la lên: cho bọn hắn tham gia giới tử yến, bắt cung sư tỷ của Trung Dực Thánh Diện chúng ta, đủ để lấy một địch hai, đánh cho dương tượng bất tử huyết tộc rắm chó và con lừa trọc Tử Thiên Giáo kỳ bò. Chỉ là hai tà dương mà thôi, thần tử giáo ta cũng chỉ dùng một tay có thể trấn áp bọn chúng. Tài nữ đại nhân, cho bọn hắn tham gia giới tử yến, không giáo huấn bọn hắn sẽ càng thêm cuồng vọng. Những tu sĩ trẻ tuổi kia không biết thực lực chân chính của bất tử huyết tộc và Tử Thiên Giáo, bị ngùi xui khiến, nhất thời đóng đầu, cũng dám ủng hộ bọn hắn tham gia giới tử yến. Lại không biết tam hoàng tử bất tử huyết tộc và già La Cổ đã dám cao điệu hiện thân ở giới tử yến, khẳng định đến có chuẩn bị, sao có thể đánh trận chiến không có nắm chắc. Hết tập 153, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.